Thưa quý vị, ông Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, sáng ngày 25 tháng 1 đã bị công an Đồng Nai bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cơ quan điều tra cáo buộc thời gian còn đương chức, ông Hưng đã vi phạm trong việc xác định nguồn gốc đất đai, một số dự án không qua đấu giá, giao đất cho doanh nghiệp làm dự án, gây thất thoát tài sản nhà nước. Liên quan đến vụ án, nhà chức trách cũng bắt một số người nguyên là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa phương.